Đấu phá thương khung phần 4 tập 16, vốn cho là quán quân đại hội luyện dược sư sẽ nằm trong ba người Tiêu Viêm, Liễu Linh cùng Nguyệt Nhi. Không ngờ trận đầu tỷ thí lại bị tuyển thủ Viêm Ly của Xuất Vân Đế Quốc bất ngờ xuất hiện làm xáo trộn. Tiêu Viêm tuy dựa vào thanh liên điện tâm hỏa gian nan chiến thắng, nhưng với thực lực quỷ dị của Viêm Ly lại làm cho nam chính sinh lòng kiêng kỵ. Đây e rằng sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường đoạt quán quân của Tiêu Viêm. Sau khi về phòng, Tiêu Viêm thầm nghĩ, không ngờ cô gái đó lại hưởng ứng với lạc độc trong cơ thể của hắn. Thực lực chỉ sợ không chỉ nhiều đó. Mặc kệ đối thủ mạnh như thế nào thì ngày mai hắn cũng nhất định phải chiến thắng. Như thế mới lấy được dược phương của Dung Linh Đan. Bỗng dưng bên ngoài phát ra tiếng động, Tiêu Viêm lập tức mở cửa kiểm tra. Đúng lúc vừa quay mặt đi thì một vật gì đó bất ngờ được ném vào trong phòng. Ngó trước ngó sau vẫn không thấy có gì khả nghi, tưởng là nhìn lầm rồi. Nhưng không, vừa mới bước được hai bước thì đã bị một tên sát thủ của Xuất Vân Đế Quốc tấn công. Với thực lực của một mình, hắn hiển nhiên không thể uy hiếp quá nhiều tới Tiêu Viêm, cho nên bị ném bay vào tường. Tên đó đi lòng vòng chờ thời cơ, lúc này đồ vật được ném vào phòng liên tục tỏa ra khí độc màu tím. Tiêu Viêm sử dụng ra dị hỏa để bảo vệ cơ thể, nhưng không ngờ thứ đó lại có thể ảnh hưởng tới đấu khí khiến dị hỏa không thể phát ra ngoài được. Nhân cơ hội đó, tên kia lập tức tấn công khiến Tiêu Viêm cũng phải hoảng hốt. Trong lúc nam chính đang giằng co thì có vẻ như Hải Ba Đồng cũng nhận ra có biến nên lập tức bay tới. Hai tên sát thủ khác cũng tiếp cận tới phòng Tiêu Viêm. Ngay khi bọn chúng định tiễn nam chính về với đất mẹ thì Hải Ba Đồng đã tới. Chỉ với một chiều đã có thể cho hai tên này thành hai cục băng. Còn một tên nữa, Tiêu Viêm rất nhanh chóng cũng áp chế được hắn. Không thể đánh lại nên hắn ta tự bạo thân thể. Thấy vậy, Hải Ba Đồng kéo tay Tiêu Viêm ra sau rồi sử dụng đấu khí che chắn. Hành động tự bạo này quả thật là tàn nhẫn. Hải Ba Đồng dễ dàng nhận ra đây là tác phong quen thuộc của Xuất Vân Đế Quốc. Xong chuyện, Hải Ba Đồng cũng rời đi. Lần này hiển nhiên là đi tìm cô gái luyện dược sư của Xuất Vân rồi. Ngay vậy, Tiêu Viêm cũng bay theo. Ngay sau khi Nam Chính rời đi, Nhã Phi cùng với Tiêu Chiến cũng đi tới. Không còn cách nào khác, Nhã Phi đành phải dẫn Tiêu Chiến vào bên trong chờ đợi trước. Hai người ngồi dưới tán cây nói chuyện. Nhã Phi không ngờ Tiêu Chiến lại đi tới Đế Đô. Về phần Tiêu Chiến lại thấy ngạc nhiên hơn. Ông không nghĩ Nhã Phi của hiện tại lại phát triển nhanh tới vậy. Chỉ mới mấy năm mà đã trở thành trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nói đến chuyện này vẫn là công lao của Tiêu Viêm. Nàng nói thêm, tuy nàng không biết mấy năm nay Tiêu Viêm đã làm gì và ở đâu, nhưng chỉ với 3 năm ngắn ngủi đã trở thành luyện dược sư danh chấn Đế Đô. Các thế lực khác đều muốn lôi kéo, ngay cả Mễ Đặc Nhĩ cũng vậy. Điều này quả thật đã vượt qua dự liệu của Tiêu Chiến mất rồi. Để có được thành tựu này, Tiêu Chiến cũng biết đứa con của mình đã trải qua rất nhiều gian nan khổ cực vì hẹn ước 3 năm mà bỏ ra rất nhiều. Trở lại với Tiêu Viêm, sau khi bay được một đoạn thì hắn bất ngờ nhận ra thực lực cùng khả năng của đám người Xuất Vân Đế Quốc này vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không để mắt tới bản thân mình. Nhớ lại kế hoạch lúc trước ta từng nói, Tiêu Viêm dừng lại, hắn nhận ra điều gì đó không đúng. Cô ta không chỉ muốn ám sát một mình hắn mà còn muốn nhằm vào tất cả các luyện dược sư của đế quốc. Buổi tiệc khoang thất tối nay tập trung đầy đủ các luyện dược sư, rất có thể cô ta sẽ gây bất lợi cho tất cả các thí sinh tham gia. Nghe vậy, Hải Bài Đồng lại thản nhiên, lão nghĩ rằng hoàng thất chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc chuyện này nên cũng không lo lắng, vẫn là đến tập hợp với Gia Hình Thiên và Pháp Mã. Vậy nhưng Tiêu Viêm thì lại khác, trong bữa tiệc đó còn có Nhã Phi, hắn không thể để cho nàng ta xảy ra chuyện được. Nói rồi cả hai chia nhau ra, mỗi người một hướng bay đi. Tại buổi tiệc, Yêu Dạ công chúa chúc mừng tất cả mọi người tham gia, họ đều là những người sẽ có mặt tại trận chung kết. Tuy nói chỉ có một vị sẽ trở thành quán quân, nhưng mà vào được trận chung kết cũng là thành tích bất phàm. Tương lai không xa, bọn họ đều sẽ trở thành trụ cột vững vàng của công hội luyện dược sư. Tương lai của Gia Mã Đế Quốc cũng phải nhờ tới bọn họ. Tối nay, nàng thay mặt hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc cầu chúc mọi người ngày mai đạt được thành tích tốt. Nói rồi cả đám cùng nhau nâng ly chúc mừng. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì ở bên ngoài, đám sát thủ cũng bắt đầu hành động. Số lượng bọn chúng vô cùng nhiều, có thể lên tới vài trăm. Điều này cũng nói rằng chúng quyết định tối nay sẽ một mẹ hót gọn luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Trở lại với phòng của luyện dược sư, Gia Hình Thiên, Pháp Mã cùng Hải Ba Đồng đã ở trên mái nhà. Xung quanh nơi đây đã được bố trí vô số cái bẫy, xem ra là đã có đề phòng. Gia Hình Thiên định ra tay xử lý những cái bẫy này thì Hải Ba Đồng ngăn lại, không thể đánh rắn động cỏ được. Hải Ba Đồng thi triển thủ đoạn khống chế băng thuật, có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu xuống bên dưới. Ta sau khi nuốt xuống một viên đan dược liền lập tức khôi phục lại nguyên hình. Trái ngược với bộ dáng lo ly đáng yêu thì giờ đây hắn lại là một gã đàn ông cao to vạm vỡ với cơ bụng 6 múi, cao hơn 2 mét. Tuy dáng vẻ lo lý rất đáng yêu, nhưng mà biến về trạng thái như cũ này, hắn ta mới có thể phát huy hết thực lực. Lời vừa mới dứt thì ba người Pháp Mã cùng phá vỡ mái nhà đi xuống. Nhìn vào người này,
Pháp Mã lập tức nhận ra hắn chính là Viêm Lợi, phó hội trưởng công hội luyện dược sư xuất vân đế quốc. Năm đó Pháp Mã cũng gặp hắn ta một lần, hiện tại danh vọng của hắn ta tại xuất vân đế quốc quả thật không nhỏ. Hắn chủ trưởng kết hợp luyện dược sư và độc sư lại với nhau. Cho nên được sự tín nhiệm của các độc sư trong xuất vân đế quốc, thậm chí là người có triển vọng trở thành hội trưởng công hội tiếp theo của xuất vân đế quốc nhất. Trong lúc Pháp Mã đang nói chuyện thì cái lư hương trong phòng cũng tỏa ra khí độc. Gia Hình Thiên lên tiếng, lão không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp giết là xong. Viêm Lợi phản bác lại, dựa vào lời nói của hắn, hắn tới đây không chỉ là giành lấy chức quán quân. Chỉ với chức quán quân, e rằng vẫn không đủ để tự mình xuất thủ. Nếu như vậy thì mục đích cũng đã rõ, hiển nhiên là muốn nhắm tới các luyện dược sư trẻ tuổi trong Giả Mã Đế Quốc. Nói rồi hắn từ từ biến mất trong lớp sương mù. Tuy sương mù này có độc, nhưng ba người vẫn chưa động thủ ngay. Dùng chút khói độc này đối phó với cường gia đấu hoàng quả thật là không thể nào. Tuy nhiên hắn vẫn tự tin, độc này chính là đặc biệt chuẩn bị cho ba người Hải Ba Đồng. Trở lại với bữa tiệc, Yêu Nguyệt công chúa lần nữa phát biểu. Bao năm qua, quán quân đều thuộc về công hội luyện dược sư của Giả Mã Đế Quốc, tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Trận chung kết ngày mai vì vinh dự của đế quốc cũng vì vinh dự của công hội. Nàng chưa kịp nói lời cuối cùng thì đã có thứ gì đó rơi xuống ly rượu. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết tên sát thủ của xuất vân đế quốc đã có mắt ở trên đầu từ lúc nào. Nàng ngạc nhiên khiến ly nước rơi xuống, từ trong đó xuất hiện đám sương mù màu tím xanh. Những người hít phải đều hoa mắt chóng mặt ngã xuống. Rất nhanh những tên khác cũng xuất hiện, bọn chúng ném xuống thêm vài viên độc đàn nữa. Những người chưa ngã xuống thì hoảng hốt bò chạy, chỉ là đoạn đường phía trước đã bị chặn lại. Ngay sau đó bọn chúng liền lao vào đổ sát các thí sinh. Đan dược này khiến mọi người không thể sử dụng đấu khí, nên Mộc Chiến sau khi đánh bại được vài tên thì cũng bị bọn chúng bao vây, lấy đông đánh ít để chèn ép. Liễu Linh cũng vậy, về phần công chúa thì không có sức phản kháng nên chỉ biết lui vào trong góc. Đúng lúc nàng ta sắp phải về chầu cùng ông bà thì Tiêu Viêm xuất hiện một cách thần kỳ. Một màn giải cứu mỹ nhân xảy ra đúng như trong sách giáo khoa. Sau đó, nam chính sử dụng dị hỏa đẩy lùi toàn bộ đám khí độc. Sự xuất hiện của hắn khiến Yêu Nguyệt công chúa vô cùng vui mừng. Nếu không phải Tiêu Viêm thì có lẽ nàng đã tới gặp Diêm Vương rồi. Tiêu Viêm không nói lời nào, hắn chỉ lặng lẽ bước lên phía trước. Đối đầu với một đám sát thủ từ bước tới, nam chính vẫn không e sợ chút nào. Tuy nam chính mạnh mẽ là vậy, nhưng mà phe địch lại quá đông, cho nên tình thế vẫn luôn nghiêng về phe địch. Và rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập mới nhất nhé! Video của chúng mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại cho chúng mình xin một like. Còn nếu muốn xem tiếp các video khác tương tự, thì hãy bấm đăng ký kênh cùng thông báo nhé! Rất cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại!